Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã ký quyết định về việc công nhận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật SMIC. Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành dựa trên đề xuất của Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Cùng với quyết định của Bộ Tư pháp, tên ông Trịnh Văn Quyết hiện đã không còn trong danh sách Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội gồm 17 thành viên được thành lập theo quyết định của Bộ Tư pháp gồm Bí thư Đảng ủy trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của trường, đại diện của Bộ Tư pháp, đại diện của cộng đồng xã hội là các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động có liên quan đến hoạt động của trường. Hội đồng trường thực hiện chức năng của tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Thời điểm đó, ông Trịnh Văn Quyết là đại diện cho nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và là doanh nhân có tên tuổi, luật sư, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật SMIC. Như Thanh niên phản ánh, từ ngày 29 tháng 3 đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết và 4 đồng phạm để điều tra về tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Cả 4 người này đều giữ chức vụ quan trọng tại doanh nghiệp thuộc tập đoàn FLC. Trong đó có 2 người là em gái của ông Trịnh Văn Quyết.